Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý cho anh em một cặp loa Kenwood đánh rất là phiêu luôn. Về đủ cả ba giải luôn, bass, tép, mid rất là sướng luôn. Con mid này là mid gân vải, màng carbon nên nó âm mid lên khá tốt nhá, tép rất sáng luôn. Mid nghe tiếng rất là bay. Em vừa test cho anh em là test nhạc remix mà anh em nghe cả tiếng mid và tiếng tép nó lên rất là tốt luôn anh em nhé. Nếu mà anh em nghe nhạc sống hoặc nhạc vàng ấy thì tiếng tép của nó lên kem hơn nữa. Đặc biệt cái bass bằng carbon con cao su này của nó đánh rất là bạo lực luôn. Cái âm bass của nó nghe nó rất là sâu mà nó tròn tiếng nhưng không bị vỡ anh em nhé. Nói chung là nghe sướng. Con này là Kenwood H7 anh em nhé. Đời khá là cao. Kenwood H7 đánh rất là sướng luôn. Tách từ bộ dàn chung ra anh em nhé. Bass của nó bass 16 anh em nhé. Kenwood này. Kenwood Bagoy Speak System LSH7 ngon. Đây, lưới loa của nó đầy đủ anh em nhé. Lưới loa đầy đủ, đủ lưới, đủ logo, logo mạ màu vàng khá là đẹp. Không có bục rách lưới đâu anh em nhé. Lưới rất là đẹp luôn. Đây. Độ đẹp của cả cặp loa tổng thể nó còn khoảng 95% anh em nhé. Thùng vách nó vuông đét luôn, nó nói chung cứng cáp. Thùng quách cứng cáp nhá, vân của nó vân đá, rất là đẹp. Thùng vách vuông đét và cứng cáp anh em nhá. Thùng vách vuông và cứng cáp, đây thông số đây anh em. Đây Kenwood 80W anh em nhá, 80W một chiếc, 160W một cặp, trở kháng là 6 ohm. Đấy. Made in Malaysia. Con này dùng thị trường nội địa Nhật nhưng mà lắp ráp ở Malaysia anh em nhé. Những cái dòng này thì cục của nó lắp ráp ở Nhật, còn loa thì lắp ráp ở nhà máy Malaysia nó chuyển về để thành một bộ của nó. Một bộ nó là bộ H7 anh em nhé. Cặp này nếu bình thường, nếu mà đẹp xuất sắc thì nó vào khoảng 1,6 triệu. Hiện tại nó còn đẹp khoảng 95% để cho anh em với cái giá là 1,4 triệu anh em nhé. Xin đẹp 1,399,000 đi. Zin đét luôn, 1,399,000, đánh rất là phê luôn. Con này anh em chơi đa thì loại nhạc nhé, rất là dễ phối âm ly, nói chung đánh sướng. Anh em chốt đôi này, từ của nó là từ kép anh em nhé, kể cả loa mid của nó từ kép và loa bass của nó từ kép hết, đánh rất là phê, màng carbon.
Bên trong phân tần nó đầy đủ, thiết kế rất là gấu. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. À quên mất cái khoảng chiều cao, bây giờ em đo chiều cao cho anh em nhé. Chiều cao và chiều ngang của loa để anh em tiện kê vào các cái góc tủ hoặc kệ nhà anh em nhé. Đây chiều cao của nó là cao 40 anh em nhé. Cao 40, ngang 20,5. Sâu của nó sâu 29. Rồi, chào anh em nhé.